cái nước nằm cá ửa. Giữa câu dở quá. Ừ, giật nó rồi. Giữa cái đầu bỏ vô đi. Để nó cầm đó. Không con nữa, con kia chảy rồi. Cả nhà nha, nay mình đi nhấp cá lóc nữa nè cả nhà ơi. Em gom sát nhà luôn. Ổ. Trời. Chà. Nhà thấy thích kênh nhớ đăng ký chia sẻ giúp mình nha. Quay cho cả nhà tôi cái ổ cá nó có con cầm cái cây câu này, con đang thui luôn. Con đang thui luôn.
xong móc cục mồi vô giữa câu đây. Bây giờ thấy rồi, con thấy bình lắm, đâu nhấp thỏm là hai ba lần chảy không đậm đến giờ. Thâu cái nhợ lên cho nó ngán một chút. Dài quá nó cắn dịch không. Tự lên bước nằm cá tự lắm. Giữa câu, giữa câu dở quá. Ừ, giật nó vừa thôi. Dạ quá. Ừ, dạ. Đứng cái đầu bò
bỏ vô đi. Đấy, thẩm đó. Không con nữa, con kia chảy rồi. Vô cả nhà dính được có một con màu con mà nó không dám cắn dịch sảy mấy lần luôn. Vô con cá hồi nãy
này là cá triệt kiên, còn cá mình nhấp nè. Những cả nhà, cá này bự à. Rồi. Thì bye bye cả nhà nha. Cả nhà thấy thích kênh mình nhớ bấm đăng ký, chia sẻ, ủng hộ mình nha.